chạy này, hết thẳng. Đấy, đoạn này là chuẩn nhất rồi, bảo. Bên chân trái. Bên này mới là chuẩn này. Đấy, xoay người mới này nhá. Này. Là... vứt cái đích ra. Chúng ta không là lên thẳng. Thẳng. Móc từ dưới lên đi. Này, móc này. Đạp từ dưới lên đi. Không móc được thì đạp. Nào bây giờ đảo đi. Không móc được thì đạp từ dưới lên. Anh Đức thể hiện cho có mèo ít. Chuyển đủ quốc gia. Anh đã vào. Đá cho con đấy quay ra thì chi quay. Anh đã vào. Anh đã vào. Được đấy. Cái đòn đi hay không em thích xuống cái đòn. Nào lần hai. Cái đòn là hai chân. Dễ lại đây, dễ lại đây. Không phải, em không hiểu này. Làm thế nếu nó chơi. Nó đạp mông đi. Tao bật nước nào. Nó đang quay nhưng mà không có này. Ôi dê kìa, dê kìa. Ôi cấm răng sẵn. Nhưng mà như nào không hiểu, lên làm gì làm này. Này, này. Một. Không có đâu. Không bao giờ quay lưng lại lâu như thế. Một chúng là nhiều khi đấy. Không bao giờ quay lưng lại lâu như thế. Đúng lúc quay thay là đang có nhìn không? Đúng đi. Hai anh ấy. Em đang mà hãng cùng phát cái gì đó. Đây là Mr. Đức Tà Lù, siêu sao của câu lạc bộ tuyển thủ quốc gia. Anh cho ý kiến tí. Ngựa đừng có ngựa ưng. Hình như anh ấy đang chảnh chó. Đấy, rồi ôi, bắt nạt phụ nữ kìa. Kệ, tốt rồi. Rồi ôi, bị con gái đánh kìa. Bảo anh Đức bốn chân hơn anh chó à? Ố mèo tập với thầy. Thằng ông người cao thế này, này là sao tới được. Ố mèo tập với thầy. Còn tên này với tên này. Hai đứa kia. Nhưng nếu yếu quá thì làm gì. Chết mày chưa. Á hự. Phạt. Xong rút chân đọc rồi. Không. Mày thích làm gì em? Chỉ biết đòn đầu em làm gì chưa? Còn đầu đấy. Quay thử luôn đi. Ở đây chúng ta tập trung vào đòn đầu. Cảm giác như đang quay clip. Để post lên. Miễn như đừng có tay đứng mặt đi. Lại đòn nữa. Anh Đức đằng đầu rồi, chết rồi. Nở hết tường này, nở hết bụng này. Anh em phải kéo lại. Rồi mà cái nở bụng này. Gấu mèo đang trên áo cho nó ngắn. Không phải, nó không kéo xuống. Nó thắt đai là nó không kéo. Mình thắt đai là mình kéo. Mình phải che hết rồi. Như thầy kinh nghiệm. Mặc áo thay. Chỉnh lại áo đi Bách. Để lên TV nhá. Có mèo chứ còn gì nữa. Làm sao mà vừa. Gấu mèo phải. Đấy. Nào, trời ơi. Cặp đôi hoàn hảo. Sân lai hay đất pin nào? Gấu mèo, gấu mèo đi không? Thế mà tập làm gì? Cầm tôi đang phồng lên đá đỡ chạm mọi người. Đấy, đã thế rồi. Thôi, mày làm cái này rồi. Nào, hai siêu sao cho quay phát nào. Không phải đây.
Khổ chân thối. Rất thông cảm nhé, chân cá mèo này đang hơi thối. Xông lên nhổ nó bọt. Nhẹ lên thôi. Không thì chạm đầu ngón chân vào thôi. Chân sau không nhức. Ôi trời ơi. Mông của ai đây? Mông của ai đây? Đức bỏ mông ra nhá. Mấy giờ nhỉ? Lao vào là sâu lắm. Sẽ thò tay xuống dưới làm gì? Đỡ mặt nè. Đấm thử hết mặt tay rồi. Tới. Thừa sức tới luôn. Nào hai mỹ nữ lên TV nào. Diễn đẹp vào để lưu kỷ niệm. Diễn thật vào, đánh nhau té máu đi. Chen thôi, siêu sao phải đấu này. Đổi trái đi. Nào, đổi người, đổi trái. Bách vào. Trái em. Đây. Đổi lên. Thì cái chân trước phải vung lên thì nó lấy cân bằng. Anh cứ đá thử đấy, anh đá mà cái đầu anh ngửa ra đằng sau được. Đầu ngửa đằng sau, chân thì phải vươn đằng trước. Anh nhìn nó bao giờ nó chỉ đến nước như này đấy. Đầu nó không bao giờ ngửa ra được. Đầu ngửa một chút chút. Đố mà anh ngửa ra sau được thì giỏi. Ta ngửa được nó mất gì? Không ngửa được. Ta ngửa được mất gì? Nhưng mà cảm giác anh không làm thế lúc đầu ấy. Ta ngửa được mất gì? Nhưng mà anh không làm thế lúc đầu đúng không? Lúc đầu đâu đánh cái đấy thì đéo được. Thâm à? Em mới phải né đòn đó. Lúc đầu không ai dùng thì không dùng được. Đấu gọn cao hơn phải thế anh ạ. Bắt buộc mình phải ngửa hết ra. Không nên kiểu ăn vào đầu. Tuấn dài hơn rồi. Nhưng mà thường ấy. Ít gặp cái tình trạng này em thì liên tục. Mày lùn nó bị. Gặp đấu ra em phải ngửa gần như là hết. Đủ nhìn thôi. Gọi đủ nhìn tí. Hoặc là né luôn. Tuấn nhân mà đấu cao quá là né luôn. Đúng rồi. Như kiểu mày đấu với con mèo là né luôn thật. Né luôn. Quánh xong chạy luôn. Chồng giật từng đòn một thôi. Chứ không dai được. Không gìn giữ với nó được. Hai ông kia ông có gì á?
xong đi, về nghỉ được rồi đấy. Quá nhỏ mặt đấy. Có thể sao thành có mèo thật luôn. Mùi gì thơm nhỉ? Như mùi cái gì rán đấy. Không, gà rán. Gà tầm 1 rán sao ấy. Giờ là cái mùi giấy ăn đấy. Bây giờ nó thịt rồi, nó to quá. Giờ là cái mùi như mùi giấy ăn đấy mày ạ. Đây mùi giặt vòng giấy ăn. Mùi giấy ăn, cái giấy ăn thơm thơm đấy. Em mấy bạn này ăn gì? Không. Không phải. Chắc chắn là phải cái đầu tiên thế nào. Em từ dưới bay lên. Hình như bảo vệ nó ăn sao. Sao nhìn qua cái này Đức rất là lùn nhá. Đổi chân đi. Đá chân trái nhiều thế. Đá hai chân, mỗi chân cái cho nó liên tục cho nó đều. Cho nó xoay, chỉ đấy thế thôi. Lúc nó lùi về thì em xoay thế thôi. Đá thế cho nó cân. Em đứng im thôi, có gì phải lao vào để cho nó lo vào. Xoay như bên này. Y hệt như bao còn gì nữa. Chọn toàn tiền thủ như có mèo thôi. Đi về. Rồi nào, rồi. Thôi nghỉ đi còn gì nữa. 7:30 rồi. 7 gần rưỡi. Nghỉ đi xong rồi đấu. 7:15. Bây giờ. Chết rồi. Ăn đòn này. Hạt tiêu rất kỳ thủ này. Phải đá vào hông, đá vào ngực kì. Ngực kì, đá vào ngực kì. Đá vào chỗ này này, tuyến nách kì. À đấy mình hiểu. Chỗ đá vào hông mình chủ. Mày
chúa cao của trời. Cao, họ lao vào. Cả chân lại được không? Kiểu bổ ấy, kiểu như mình đang đi một con thằng dẫm vào đầu ấy, dẫm mặt ấy, nó dí xuống. Đấy. Nói chung cơ bộ mình trước nay được cao là không đấu được. Gần như là không làm được. Không thể làm được mà anh luôn hơn cái thằng đấu. Trừ khi là anh đấu đúng nào thì nó làm phát. Nào, bạch đi. Đừng gọi luôn. Đá thì gọi đá ngang. Đó. Cái thằng thì không kịp. Thì ra ba đất này. Đây này. Vì mắt chúng ta không nhìn lâu. Vì vậy sang sợ. Vì vậy. Đó thôi, đâu. Không cả không? Theo cảm giác anh ạ. Cứ làm đi. Cận 3 độ rưỡi không nhìn được vai đâu. Vàng chậm quá. Khó quá. Không chân lên là lên luôn. Đạp thẳng vào luôn, bây giờ đạp thẳng vào lên mặt chè. Thế, gì nữa? Mà khó lắm. Đi lên. Bách đạp thế chứ bà chim lắm ấy. Đạp kiểu thế chứ bà chim lắm. Thật đấy. Không, nó không đạp được cao hơn. Lên được cao. Thế đi đổi đòn đi. Thế đổi đòn đi. Đây rồi, cái sút không phải đạp. Không lên được, phải chấp nhận đổi đòn. Đang là có gối lên, không phải đạp ra, cứ từ từ lên, dễ phải trim lắm. Còn đấy, đấy đúng. Đúng rồi. Không phải có gối lên, không đạp ra, chứ không phải là sút từ dưới lên. Dễ mà trim lắm. Nói chung là em nên đổi đòn này, khác. Chưa vợ rồi đấy. Em nên đổi đòn khác. Không đá được, không cố. Nhưng làm được. Em cũng chưa biết được. Nhưng không có đối. Đừng có đối. Toàn đối cao hơn thì có đạp đến giờ. Hưng đạp cái đúng là đúng trim gì đấy. Đạp đi. Cứ kéo nó đỏ đỏ đạp. Không rút gối à? Kéo rút gối khó. Mặc hết cỡ rồi. Kiểu như bách ấy phải mặc áo bé thì rút gối nó dễ. Đúng được không? Nữa. Không thêm được rồi. Có cái ngực cơ mà đó. Buộc đạp. Phát vào được, nhìn thấy được khác hẳn luôn. Nhưng mà cứ để mà xem, không làm được. Rõ ràng nó không làm được. Anh Đức đạp rồi, bách nhìn. Đấu nhau luôn rồi. Nguyễn tròn. Đấy. Rồi đấy. Lại. Đấy. Toàn sút đi. Này, mày quen nó đi, tôi đi về đây. Em muốn đi về. Đi về, về luôn. Hai về. Thấy rồi, dạ.